Em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Hồng Phúc Tý, năm nay em 23 tuổi. Hiện đang là vận viên bóng chuyền. Wow, vận viên bóng chuyền. Em hiện ở đâu? Hiện em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thế vợ Tý? Em tên là Linh Yên, năm nay 27 tuổi. Em đang là vận động viên taekwondo. Rồi Tý với Yên là gặp nhau trong một cái sân vận động nào? Dạ, hai vợ chồng em học chung trường ở Đại học Thể dục Thể thao. Dạ, chung khoa huấn luyện thể thao, chung khóa 36. Dạ, thì tình cờ quen nhau là học chung một môn võ tu, đó là môn bóng ném. Dạ. Thế là ném trúng nhau rồi quen nhau. Dạ, lúc đầu á là nghĩa là anh kinh khủng, người đó chảnh, đấy là cái gì cũng làm giỏi, cái gì cũng làm trước. Bên võ thì cái tự ái nó cũng cao nữa, ghét dễ sợ, cầm bóng rồi chọi đứng xa xa chọi cho chết. Dạ, nhưng mà lúc em gặp bạn này em có ấn tượng liền không? Dạ, không. Hay là từ từ rồi mới thấm dần dần. Dạ, thì cũng học chung lớp, bạn này lại thích chơi bóng chuyền, nhưng mà lại không biết chơi, cho nên là mới nhắn tin Facebook nhờ em dạy dùm bóng chuyền. Thì tập có mấy buổi thấy thích rồi, thấy bạn cũng nhiệt tình thì chỉ rồi cái gì cũng biết làm. Theo là khả năng tự bươn chải là tốt, đèn đuốc rồi xe cộ gì đó sửa trong nhà trọ của em á, cái gì cũng sửa dùm hay làm dùm, cái gì cũng biết. Đó đó cũng để ý rồi cũng thích. Cuối cùng sao? Thì tháng đầu tiên thì có đi về, xong rồi tháng thứ hai thì ở lại luôn. Ở lại luôn. Có trả tiền luôn. Xe phòng với người ta không hay là dạ, hay là ở đậu luôn, nhưng mà mình đâu có đăng ký với chủ đâu, mà ở là ở sao? Nói chung là thế nào chơi quá đò đè thì ngủ lại, mà chơi sớm còn xe buýt thì về. Ngủ lại thì ngủ sao? Ngủ lại hả? Thì nhắm mắt ngủ thôi. Thì này kia rồi. Ngủ lại nhắm mắt biết rồi, nhưng mà ngủ có vừa ngủ không hay là ngủ? Say thì ngủ đại trà, còn không say thì gác với lại ở dưới, tại vì phòng ở chung chứ không phải là ở riêng một mình em. Có bạn nữa, còn say thì thoải mái, ngủ đâu ngủ. Chồng ở nhau ngủ rồi ba trời, chồng lên nhau ngủ. Tập hai nha. Hai bạn mà cái là bạn ngủ chồng lên nhau không? Chắc là khoảng 2 năm rồi cưới. Có nghĩa là tụi em đã có thời gian sống thử với nhau 2 năm. Dạ. Rồi lúc sống thử vui không? Có vui, dạ, có cũng buồn. Có vui mà cũng buồn. Vậy hả? Buồn là gì mà vui là gì? Nói chung là mới lúc đầu vô á thấy vui rồi đó. Rồi sau khi đó thì vấn đề buồn á thì cái vấn đề kinh tế là nó khó khăn. Thật sự em thì lớn tuổi, rồi anh thì giống như là ở dưới quê lên, rồi ở thì ba mẹ nhà cũng khó khăn, nên thành ra là cũng tự thôi. Mà hai đứa thì lúc đầu khó khăn là từ tiền trọ, xong bắt đầu tiền học, rồi tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền kính thư, các loại tiền luôn. Mà ăn lãng hơn người ta, tại vì dân thể thao mà ăn dữ lắm mà. Bóng chuyền ăn cũng nhiều. Là nấu ăn á thì anh cũng không có kén chọn đồ ăn, có gì ăn đó, rau muối. Vậy sao mà nhiều cái như vậy mà vẫn đến với nhau, vẫn quyết định là cưới? Chứ thường là trong giai đoạn sống thử mà nhiều những cái mà không giải quyết được, ví dụ như chuyện tiền bạc, kinh tế rồi thì thế này nọ kia, thường là rã luôn á. Lúc mà thiếu thốn quá thì hai đứa phải suy nghĩ ra là hay đi làm. Em xin vợ là vợ thôi cho anh đi làm đi. Mà em làm cái gì? Hồi đó em có đi xin làm thợ hồ. Đi làm được một tuần thì vợ không cho đi làm nữa. Lúc đó em mới kêu là hay là mình buôn bán nhỏ nhỏ gì đi. Rồi cái hai đứa sáng ra là làm xe cà phê, chở em ra cái chỗ khu công nhân, xong rồi em đứng em bán. Thì cũng chịu khó bán được 2 tuần, xong rồi dư tiền ra thì làm một cái xe xôi chiên. Tụi em bán ổn định nhất là được 1,5 năm. Tới giờ thì còn bán không? Dạ không, năm nay năm cuối nên là tụi em tập trung vào việc học. Năm nay vẫn còn học đây? Dạ, anh vừa thi tốt nghiệp xong. Ồ, như vậy là cưới rồi xong rồi vẫn đi học. Dạ. Rồi cưới xong rồi thì ba mẹ có hỗ trợ được tí nào không? Thì cũng có, ba mẹ cũng có hỗ trợ. Khi nào mình kẹt quá thì mình thả thính về nhà. Dạ. Rồi, bây giờ sau khi cưới nhau về rồi, tụi em đã có một quá trình sống thử với nhau như vậy rồi. Vậy thì giờ sau cái thời gian sống thiệt được bao lâu rồi? À, được 7 tháng hả? 7 tháng nay thì có cái gì nó thay đổi hơn so với thời gian sống nữ không? Không, em lại thích cái khoảng thời gian lúc trước hơn. Tại vì vui nhiều hơn. Lúc đó là quá trình mình tìm hiểu về nhau kỹ nhất. Rồi những cái tính xấu nó bọc ra, là những cái tính nói chung là xấu nó lòi ra nhiều hơn. Nhưng mà nói nghe nè, bạn có ghen không? Ghen dữ luôn. Ghen dữ luôn hả? Ghen dữ. Tại vì tôi không tưởng tượng được bạn này không mà nhỏ nào dám võ sư mà bạn ghen thì thôi rồi đó. Đó giờ dữ lắm. Tí có lén phén gì không em? Dạ có, không phải là lén phén mà là cái lúc mà mới vô sống thử á thì bắt đầu tình cũ tình mới lèo phèo quá. Không rồi em phải trị dứt điểm rồi mới bắt đầu. Thấy chưa? Thấy nghe cái câu là biết. Biết là con nhà võ ghen liền hết. Trị dứt điểm rồi trị sao? Thì lúc trước cũng có quen một cô. Thì cô đó cũng nhắn tin rồi mình nói chuyện bình thường thôi. Mà vợ thì ghen quá thì là suy nghĩ nhiều cái ra. Vợ kêu là không được quen nữa, giờ anh phải đưa điện thoại, đưa Facebook, đưa hết tất cả đây cho em để em quản lý hết. Nó trị dứt điểm bằng cách nào? Nói không là ảnh hay lắm nhưng vẫn còn liên lạc qua lại. Em thấy nghi lắm. Trước mặt em thì chỉnh chu, đàng hoàng nhưng mà sau lưng lèo phèo. Em bực mình lắm. Cô đó gọi điện thì em bắt máy hết. Thì, để anh giải quyết. Mà em thấy cái giải quyết của anh 2 ngày rồi chưa giải quyết xong. Trời ơi, mới có 2 ngày mà chưa xong mọi chuyện. Đúng rồi, em là không có chấp nhận, đã dọn về chung là phải sạch sẽ mới bước vào phòng em, chứ không để này kia. Lỡ nó di căn phải có thời gian sao. Cái bệnh nào thì cũng có thuốc chữa, không phải không có. Thì em nói chung là em muốn rõ ràng thôi. Để lấy được tình cảm của em hết, em chăm sóc hết thì phải sạch sẽ hết hoàn toàn. Chăm sóc hết là sao? Nói chung là 100% là con người của em, chứ không phải là dính dáng cái mùi nào của ai cả. Mà bán mùi đi hết rồi, cái mùi của tôi. Thì em chỉ có là không cho nhắn tin ông này kia thôi. Và tất cả điện thoại, số của người nhà là em đều cho là số của em hết. Tức là em đã nói với gia đình ảnh rồi, ảnh cũng công khai là con đang ở chung với lại bạn này rồi này kia rồi, mẹ cứ liên lạc qua bạn này. Còn xong có một lần thì nó dối em để đi gặp người đó. Nói là cho anh lên thăm anh của anh á, là ở trên quận 12 á. Em nghi lắm, tự nhiên em đi mà trong làm sốc ruột nữa. Rồi cái gọi cho 2 cái ông anh ở trên nhà trên kia. Mỗi tí có lên đó không? Cái anh kêu đâu thấy tí gì đâu. Trời thiệt em xì khói luôn. Nổi lỗ tai lỗ đồ lên hết. Xong rồi em đợi tới 7 giờ mới về. Mà em có gọi nhưng mà thuê bao rồi. Có lúc thì không bắt máy rồi sau thì thuê bao nữa. Trời em muốn điên luôn. Rồi cái em cứ ngồi gầm ở nhà. Cái lúc đó về chị hẳn mặt hỏi đi đâu. Mình nói anh đi lên nhà anh Hải thiệt mà. Em làm cái choang bể cái điện thoại. Hết rồi tất quá rồi. Nhưng mà em chứ không là hỏi. Bị lên gối rồi đúng không? Vậy là đưa chân lên đó giờ có bao giờ bụp em? Tôi bụp hoài luôn. Bụp chơi thôi. Bụp chơi thôi. Bụp giờ nó giỡn nhảy nhây em đang đứng đằng trước là đưa chân vô cái mặt như nè. Đưa chân vô là gần mặt đó, không? Xong kêu trong quay lại cái để chân vô mặt. Nguyên cái chân luôn lên mặt đó. Còn nhiều trò gì nữa. Đá là qua đầu em luôn á. Trời ơi. Chụp nó biểu diễn đá. Đá qua đầu em luôn. Em thích chơi mấy cái trò đó. Giỡn nhây. Quá dị. Giờ còn trò gì nữa không? Thì em thấy anh ngủ. Đang ngủ ghê. Em hay thích bịt cái mũi, đổ muối trọng ấy. Trời ơi. Em thích vậy á, mỗi lần ngủ à cái miệng ra vậy là em bịt cái mũi nè, xong bỏ muỗng muối vô chọn á. Tự vậy á, em ngủ không được là em cũng không muốn ảnh ngủ. Trời ơi. Tại vợ thức khuya em đi tập cả ngày về mệt á nên ngủ liền. Vợ lại muốn nói chuyện với mình á. Đúng rồi. Mình lại ngủ mất tiêu rồi. Cứ sáng ra mở mắt ra là chẳng thấy đâu hết. Cái tối khuya cái về xong rồi tắm ấm rửa ăn cái gì xong bay ngủ mất tiêu. Không mà ăn gì được á. Bây giờ hai chồng có con chưa? Dạ tụi em chưa có tính tới. Rồi giờ sống thiệt với sống thử thấy lòi ra thêm tật xấu gì nữa không? Xấu vợ chỉ có giỡn nhây thôi. Nhây chứ phải không? Lầy đúng không? Lầy chuyện là biết lầy lắm rồi đó. Sáng mà dậy mà em dậy sớm, em thường dậy sớm là em đi xuống là bắt đầu là nắm chân nắm tóc nắm mà Anh ơi ngủ thêm xíu nữa đi. Thế tầm 5 giờ thấy lục đục là em bất an rồi, thấy ông vui đó là chuẩn bị bỏ rơi ở nhà. Thôi ảnh cứ ngồi dậy là em đu đi cái chân ở nhà đừng có đi mà. Ngủ cuối cùng cũng ngủ lại, anh rớt xuống gác thôi, anh đi xuống gác rồi mình cũng ngủ lại nhưng mà thấy buồn buồn tủi lắm. Thấy thương không? Dạ. Rồi em thì thích chơi mấy cái trò nào mà dễ đau ảnh á. Trời ơi cái trò nhẹ đá, đá đau lắm. À đang đi vậy thích lên gối chơi cái cho đau vậy không? Bà lên gối chỗ nào? À chỗ nào cũng lên, được. Nhắc lên bụng. Đó là em thích cho anh giật mình á. Ví dụ đi em để sẵn cái chân kêu cả chụp bật coi, mà làm càng mạnh càng tốt. Thôi nhiều khi anh đang đi vậy em đá chằn cái ngay cái chỗ này xong lục xuống cho anh giật mình vậy là em khoái lắm. Có lần nào em quạo không? Dạ có nhá, quạo nhiều. Quạo xong rồi quạo mà có nào sáng bả lại một cái không? Không, có lần quạo quá đấm tay vô tường. Thế rồi Tý có tật xấu gì? Tý hả? Tý ở dơ, nhưng mà không, em thấy trai thể thao ai cũng vậy hết à. Ở dơ mà đểu nữa. Đểu hả? Trai thể thao là chùm đểu luôn. Tại vì đứa nào nó cũng có một cái form người, rồi cái mặt, rồi này kia, rồi có một tí tài lẻ nữa. Tí tài lẻ gì? Tí hả? Tí ít xéo mà tí không có chu cái miệng lên giống người ta à. Thì đâu sao đâu tí. Mà ít xéo mà cười. Ít sao đâu à. Ê, ví dụ bây giờ cái này mà mình gãy cái răng thì mình đâu cũng vậy, cũng vậy à. Tại vì cái này nó không hết bằng cái răng mà hết bằng cái lưỡi à. Rồi. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì Tí? Bớt nhây, bớt lời, nấu ăn cho em ăn à. Ủa đó giờ không biết nấu ăn à? Vợ biết nấu ăn nhưng mà vợ lười lắm, toàn em nấu nè. Nhớ nha, bớt nhây nè, bớt lầy nè, nấu ăn cho chồng. Yên tâm đi, con cục ra là hết nhây với lầy à. Còn vợ sao? Em chỉ mong anh là ra ngoài xã hội thì nói nhiều, mạnh dạn, hoạt bát hơn chút. Tại anh nhát quá. Nay đăng ký chương trình này cũng lên cho anh trước đám đông rồi anh nói anh chuyện gì đó thì nó vui thôi. Chứ hồi nãy giờ quý vị có thấy là Tí phải là người nhút nhát không? Chưa đó, nghe chưa? Chưa tới tần số. Với lại có thể là do có cô vợ hiền quá cho nên nhiều khi cũng không có bộc lộ. Nhiều khi cũng vậy, chắc cũng vậy. Mà hai vợ chồng mà nói trắng ra luôn bây giờ quánh lộn tay đôi đứa nào thắng? Theo em có mặt giáp đánh nhau rồi ai thắng thì chắc ảnh thắng thôi, tại ảnh con trai mà. Nhưng mà đánh kỹ thuật tính điểm của mình thì mình phải nhanh hơn, mình dẻo hơn. Không có nói kỹ thuật gì dạ, quánh đây là quánh full rô. Cái này là quánh full rô. Chắc em thắng tại vì ảnh cũng không dám quánh em đâu à. Sợ nói mà sợ. Biết sao chị hỏi câu đó. Thường mấy người mà hiền hiền á dễ cọc lắm đó mà người ta hiền là tại vì người ta thương mình, người ta yêu mình, người ta hiền, người ta nhịn thôi. Chứ cái lực này, cái chiều cao này á, mình có kỹ thuật mình quýnh cũng lợi đâu. Một khi phun rô lên rồi là khỏi lợi đâu ha. Cho nên là cũng có mấy lần đạp cái té lụm cùi không. Thì đó thì bởi chị mới giận nè. Nói chung là biết cái câu mà con dung xéo lắm cũng quằn không, hoặc là không được dồn người ta vào bước đường cùng nghe. Giống như chị dậu là không có được. Đừng xảy ra trường hợp anh dậu nghe chưa. Có nghĩa là mình đến mức nào đó thấy đủ là ngưng. Em đâu phải là vợ bán kiến gì đâu mà dữ dằn vậy. Không, nhưng mà nhiều khi á, cái tôi của em lớn quá dạ. Em thích cho cái cảm xúc em nó đã, nó thăng hoa. Chị nói ví dụ vậy. Bây giờ chưa có bị áp lực nhiều, mới ra trường, mai mốt đi làm áp lực nhiều, cơm áo gạo tiền rồi con cái rồi á, bạn bè rồi xã hội, nhiều cái áp lực nhiều dạ. Cái về mình giỡn mình nhây nhây kiểu đó hoài á, cái cơn nó lên làm cái bạc xong cái chồng cũng vợ cũng đâu có dựa, vợ nó quýnh tôi hả rồi mà được lần là cứ bị cái hương làm hoài. Cho nên đó là nói những cái chuyện mà trong tương lai thôi dạ. Để mà phòng hờ thôi. Chứ còn hiện giờ là tụi em đang rất là dễ thương, hiểu không? Nhưng mà đôi vậy là đủ rồi, không có làm lầy thêm nữa. Thấy em chồng ước không? Mong vợ đừng có lầy quá nè, đừng có nhây quá nè, đúng không? Dạ. Đúng không? Đó, còn ngược lại chồng á thì vợ cũng muốn chồng phải tự tin, phải cởi mở. Dạ. Rồi, thôi, chỉ biết chúc các bạn hạnh phúc thôi. Vậy nha. Dạ. Rồi, chào em. Dạ.